Kính chào quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua với Quốc Bình và Xuân Phương. Chào Xuân Phương. Chào anh Quốc Bình. Xuân Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay quý vị thấy chúng tôi ngồi trong cái set mới. Set này là đang điều chỉnh, cũng chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà hy vọng là có một cái góc hình mới gửi quý vị. Quý vị cũng thấy nó ước khác hơn. Mấy hôm bữa đó thì trời đang mưa, cho nên là chúng tôi chuẩn bị một cái tấm tranh có mưa rất là ước ác, thích hợp lắm. Nhưng mà chuẩn bị xong rồi cái bữa nay làm chương trình lại không mưa nữa. Thành nữ là thôi mời quý vị cùng với cái cửa sổ cây cối mùa xuân. Sắp mùa hè thì có thêm ruồi muỗi thì anh Nhúc Quốc mình nhớ. Vâng, thì hôm nay thì có lẽ là chúng tôi muốn thật sự là cũng đang điều chỉnh của chính mình nữa. Vô cái set nó lạ, cái đúng mình rồi, cũng bị mình lạ. Cũng lạ luôn. Xong rồi là mình thấy cái set này mà mình ngồi thì không biết quý vị thấy như sao, nhưng mà có vẻ là nó thoải mái hơn. Mà mình thì từ trước giờ làm chương trình này thì nó có vẻ như là serious, nghiêm trang hoặc là nghiêm túc hơn hơn là cái phong cách này. Nhưng không biết là mình có cần phải giữ nghiêm túc đó nằm trong cái không gian này, hay là mình phải đổi kiểu cho thoải mái hơn. Cái này thôi thì để chắc là một vài show thì sẽ thoải mái hơn. Vâng. Thôi bây giờ để nhiều chủ đề, nhiều cái nó cũng không thể nào mà thoải mái quá được, bởi vì nó hơi là một những cái chủ đề nó serious và nó nghiêm túc. Chúng tôi muốn bắt đầu với một cái chủ đề của vấn đề của Việt Nam và Biển Đông á. Thì mới gần đây đó thì quý vị thấy là báo chí Reuters, CNN cũng bắt đầu nói với vấn đề của tàu của Việt Nam bị xịt nước qua lại với tàu của Trung Quốc rồi. Ngày xưa thì chúng ta cũng thấy là những cái chuyện này nó nằm trong nội bộ của báo chí mình thôi. Việt Nam hoặc là báo chí của người Việt hải ngoại nói. Nhưng mà có lẽ là đây là một cái vấn đề nó đã trở thành một cái điểm để ý của báo chí thế giới. Thì có một cái cuộc nói chuyện mà nhiều người cũng đang truyền tay nhau trên mạng xã hội hoặc là trên YouTube. Những cuộc phỏng vấn mà CNN họ làm cũng đưa ra nhiều cái góc cạnh để mà mình thấy cũng rất là đáng để nói đến đây. Khi mà họ cũng có phỏng vấn đến đại diện của bên Việt Nam, rồi đại diện của bên ông Trung Quốc, rồi đại diện của Hoa Kỳ nữa. Thì Phương để ý có điều gì để đáng nói trong một trong ba đại diện này? Thiệt ra đó thì Xuân Phương để ý thứ nhất là đại diện của Việt Nam, đó là ông đại sứ của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Nguyễn Quốc Cường. Xuân Phương để ý thấy một điều là hình như là Hà Nội hiện nay đang tìm cách gọi là bao gồm người Việt hải ngoại với người Việt Nam mà ở trong nước. Họ làm như rằng là cộng đồng hải ngoại của chúng ta cũng đang đồng lòng, cũng đang cùng với Cộng sản Việt Nam gọi là chống Trung Quốc, thì giống như là chúng ta đang gọi là đi theo cái sự gọi là hướng dẫn của họ để mà lên tiếng mà chống lại Trung Quốc. Vâng, thì quý vị nhìn thấy đó là cái cô làm chương trình Christian Amanpour, và cái hình của người mà ngồi đó là ông Nguyễn Quốc Cường. Đó thì khi mà nói đến một điều mà chúng tôi cũng thấy là dí dỏm mà hơi mỉa mai của cái cô Xuân Huy này, khi mà cô nói đến là chúng tôi cũng vừa mới nghe các anh nói là quan hệ hữu nghị các anh nó tốt đẹp lắm mà, thế mà tại sao lại đánh nhau thế kia. Thế là có nghĩa là không tốt đẹp như là các anh đã từng nói à? Đó thì thật sự là bản chất đó nó không tốt đẹp, là cái sự đặt giàn khoan đây đó là một hành động thêm nữa thôi, chứ không phải là hành động duy nhất. Quý vị cũng nhớ là Trung Quốc cũng từng bắt, từng giết, từng đánh đắm bao nhiêu tàu ngư dân Việt Nam trong suốt thời gian bao nhiêu năm qua. Bản chất nó cũng không có đẹp đẽ gì, nhưng mà chỉ là cái báo chí ở Việt Nam, ở trong nước đó là đánh sai cái sự thật đi để người dân không thấy được cái sự thật đúng, là có nghĩa là anh hàng xóm 4 chữ vàng 15 chữ tốt, 4 chữ tốt 16 chữ vàng đó, không có tốt như vậy mà cũng không có vàng như chúng ta nghĩ như vậy, gọi là cố giấu nhẹm những cái sự thật đó đi, chứ không phải là bản chất nó không phải là tốt như vậy. Xuân Phương không biết rằng như anh Quốc Bình nói là họ cố giấu nhẹm, hay là thật sự Cộng sản Việt Nam họ mơ hồ họ, bởi vì ngay cả ông Nguyễn Quốc Cường này để mà trả lời cái câu hỏi của nhà báo Amanpour đó, thì ông ta nói rằng ô tôi cũng gọi là mới năm trước còn tốt mà tự nhiên giờ đem giàn khoan đem tàu tới. Đúng rồi. Thế nó không có tự nhiên. Một cái câu trả lời nó rất mà của một chính trị gia, một giới chức ngoại giao mà lại trả lời một cái câu, nói một cái câu như vậy, thì mình đặt vấn đề là ông này đang giả bộ một cách gọi là quá thấp, hay là ông thật sự ngớ ngẩn không? Tại vì là chỉ thị
cho nói như vậy. Báo chí cũng vậy, theo chỉ thị mà nói thôi chứ nó không có được cái nguồn độc lập. Nhưng mà chúng tôi cũng có, trong cái bài phỏng vấn này có một vài điểm mà chúng tôi thấy cũng có cái điểm interesting để mình nhắc đến á. Bởi vì khi mà nói đến liệu Việt Nam, giả sử Trung Quốc mà có ra tay thì Việt Nam làm gì để mà bảo vệ được mình khi mà các chưa có một hiệp ước an ninh nào với Hoa Kỳ. Thật sự đó là cái đối trọng duy nhất mà các nước ở xung quanh chúng ta thì có được cái đối trọng đó, mà Việt Nam thì không có, thì họ thật sự không có cái câu trả lời. Và nói lại một đáp lại một câu là không, quan hệ của các nước trên diễn đàn quốc tế là coi như là tất cả mọi nước đều bình đẳng. Nhưng mà Trung Quốc, chính đại diện của Trung Quốc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc là một nước lớn, các nước khác là rất nhỏ, đó là điều hiển nhiên. Ý là các anh mà có mà bị chúng tôi đánh thì không thể nào mà đỡ được. Và một điều là bên Việt Nam thì luật luật là cái đó là không nói có cơ sở. Và nếu mà Việt Nam mà có bị phải phản ứng đó, thì cái đây một cái câu mà chúng tôi đem ra bàn cãi đây. Chúng tôi không thể chấp nhận những hành động gây hấn, đó là phía Việt Nam nói, và nói rằng nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng bảo vệ chính phủ và chủ quyền của chủ quyền và quyền chủ quyền, chứ không phải chính phủ, xin lỗi quý vị. Vậy chúng tôi cũng hơi thấy cái này hơi mỉa mai á, là tại sao cái lúc mà chia chác nhau lên chức nhau đó thì là chỉ nói đến đảng và nhà nước thôi, nhưng mà đến khi mà đến phải tống dắt ngoại xâm ra thì bảo là cái này là coi như là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải là của đảng, mà đảng cũng đông lắm như Xuân Phương, 3 triệu người lận. Giống như hôm bữa có người muốn nói với Xuân Phương là gì, ở Việt Nam thì công dân cũng công an là công an nhân dân, chính phủ cũng nhân dân, lực lượng an ninh nhân dân, chỉ có cái kho bạc là kho bạc nhà nước thôi. Thật sự là như vậy đúng không? Cái đó là mấy anh em trẻ ở trong nước cũng hay nói điều này, nói giỡn nhưng mà thiệt đúng không? Đó thì đó là một cái mà chúng tôi thấy là có một điều. Nhưng mà một cái điểm phân tích khác của ông giáo sư Kate của bên Úc đó, hay ông hơi thường làm những cái study về Việt Nam đó, thì có nói đến đó là Việt Nam cũng có một cái giải pháp. Giả sử như nếu mà là cái quan hệ trực tiếp với Hoa Kỳ mà quá là khó khăn, tại vì Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi những điều kiện nào là có thể là phải dân chủ hóa bớt, hoặc là phải có một cái cuộc mở rộng hơn, cái sự không được kìm kẹp báo chí, một số cái điều kiện mà Hoa Kỳ thường hay đòi hỏi trước khi có được cái quan hệ gọi là quốc phòng, thì Việt Nam có thể có một cái chọn lựa là đi với là những đồng minh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Nhật Bản với lại Philippines. Thì đi kiểu gì thì chưa biết, nhưng mà có lẽ là Việt Nam cũng đang đi con hướng này. Tại vì khi mà vừa rồi thì Việt Nam cũng tỏ vẻ ra rất là thân thiết với Philippines. Và cũng như là trong tuần rồi thì Thủ tướng Nhật Bản cũng có trả lời một cái câu đề nghị yêu cầu của Việt Nam mà thiệt ra Việt Nam đã không công bố công khai. Nhưng mà qua cái câu trả lời của ông Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, thì người ta mới biết rằng là Việt Nam có yêu cầu Nhật Bản cho Việt Nam hoặc là bán rẻ cho Việt Nam những cái tàu tuần tra cũ của Nhật Bản. Nhưng mà trong tuần rồi thì ông Abe trả lời rằng là chưa thể thực hiện được cái yêu cầu đó của Việt Nam, bởi vì tàu mới của Nhật Bản chưa về, thành ra chưa có cho đi tàu cũ được. Thành ra mình thấy rằng Xuân Phương đó, thì Xuân Phương không biết Quốc Bình thấy sao, nhưng mà Xuân Phương cảm thấy rằng hình như chính quyền Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội họ hình như đang bối rối, họ thực sự họ không biết phải làm cái gì. Thứ nhất, như anh Quốc Bình nói rằng đồng minh Hoa Kỳ thì không có, mà muốn có đồng minh với Hoa Kỳ thì phải nhượng bộ những cái vấn trên vấn đề nhân quyền. Thì đó là một cái khuất mắc mà Cộng sản Việt Nam khó mà thực hiện được. Ngược lại đó thì nếu mà không làm gì đó thì đương nhiên Trung Quốc sẽ càng lấn chiếm thêm. Mà bây giờ họ ngoài những cái tuyên bố, như ngay cả ông Nguyễn Quốc Cường cũng đưa ra một cái câu, thí dụ mà nước Trung Quốc lớn bây giờ Việt Nam nhỏ thì sao, thì ông ta chỉ biết đưa ra là lòng dân, sự sức mạnh của người dân trong nước cũng như hải ngoại. Thì người ta thấy rằng cái mâu thuẫn của Việt Nam ở đây đó là họ thật sự họ không có một cái hành động cụ thể nào. Họ đưa cái gọi là cái sức mạnh của người dân, nhưng mà ngược lại ở trong nước họ lại đàn áp không cho người dân biểu tình. Thì sư vừa không biết rằng họ đang trong cái vòng lẫn quẩn. Không, họ bị mâu thuẫn với chính họ. Bởi vì đó là bây giờ những cái người mà họ lên tiếng chống Bắc Kinh lại bỏ vào tù. Như vậy làm sao mà hợp
thức hóa, hợp lý hóa được những hành động của nhà nước bây giờ, khi mà nói là bây giờ toàn dân hãy đứng lên chống lại giặc ngoại xâm tàu đi. Nhưng mà giờ đây là nguyên một lô những người mà blogger, những người họ lên tiếng, ngay cả Phương Uyên mặc dù đã được thả, rồi bao nhiêu những người mà hoặc là nhạc sĩ Việt Khang, họ viết một bài hát rất là kêu gọi mọi người đây, nguy cơ của giặc tàu đây, mà bây giờ vẫn còn chống tàu, thì làm sao mà gọi là double standard, theo kiểu mà một mặt thì bảo là chống tàu đi, một mặt khác những người dân chống tàu thì lại bỏ vào tù. Thì cái đó là cái điều mà có lẽ là chúng tôi thấy là nó có vô lý, nhưng mà có một điểm này đó mà trên mạng xã hội nhiều người cũng comment đó, khi mà chúng tôi chia sẻ những cái thông điệp mà của ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ này nói đó, thì nhiều người nói là ông có nói một câu là người Việt Nam thì có như là điều quan trọng trên hết, cho dù là người trong hay ngoài nước, cái chuyện mà gọi là independent và freedom là quan trọng. Nhưng mà thật sự ra một cái điều đó mỉa mai là thật sự Việt Nam không có independent khỏi Trung Quốc. Đúng. So, có nghĩa là có nghĩa là chính vì là chính phủ Việt Nam đang có rất là nhiều những cái mâu thuẫn của chính họ, mà bây giờ họ loay hoay trong cái gọi là thuyết phục chính họ còn chưa xong, làm sao thuyết phục được người dân. Vâng, thì cái đó là cái bài toán nan giải, họ đang kẹt trong cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan, bởi vì mở ra kêu gọi người dân cùng với họ chống Trung Quốc thì thế nào họ cũng biết rằng cái ghế của họ cũng sẽ không giữ được, bởi vì nếu mà thật sự người dân Việt Nam yêu chuộng dân chủ tự do thì không thể nào mà để một đảng cộng sản chuyên quyền được. Không, cũng sắp hết phần 1 thì chúng tôi cũng phải đánh một cái này nữa, thì cũng hơi lạ, không biết là vô tình hay cố ý, là kính thưa quý vị. Thì lần trước chúng tôi nói về vấn đề mà cái vụ Biển Đông này nó quá là bất thường đối với Việt Nam, trong khi thường là những cái quy tắc ngoại giao và những quốc gia khác đó, mình thấy là ông thủ tướng, ngay cả như Hoa Kỳ đi, ông Obama lên tiếng liền, mà ông thủ tướng Việt Nam đâu. Thế là một tuần sau thấy ông Thủ tướng Việt Nam lên tiếng. Rồi sau đó là quý vị thấy trên diễn đàn của mạng đó đưa lên những cái bức hình cũng hơi châm biếm, chứ mà là đi tìm Ngô Phú Trọng đó. Chúng ta cũng có tấm hình lấy trên mạng này đây. Thì đây là một cái tấm hình của những người blogger đó. Đây, bác đi đâu rồi? Đây, quốc gia nguy biến, đây là bác chức danh lớn quá, bác đi đâu? Không thấy đâu cả. Nhưng mà khi mà bắt đầu có những cái xôn xao trên này mạng rồi đó, thì bắt đầu thấy ông Nguyễn Phú Trọng lên tiếng. Chúng tôi cũng có nói đến là trong tuần trước, khi mà chúng tôi nói với chương trình là Việt Nam khi mà bắt những người mà biểu tình mà kêu là thành phần quấy rối bạo động, nó nhiều người nói là đó là thành chính phần công an làm, thì chúng tôi nói là không khéo là họ sẽ quy cái tội này cho là những cái nhà gọi là những cái phe democratic activist, là những người đấu tranh dân chủ đó, hoạt động dân chủ. Thì đúng vào trong cái ngày trong vài ngày qua thôi, thì chúng tôi có một cái bài báo ở trong nước đăng nói là bây giờ họ đổ tội cho là đấy, cụ thể công an Đồng Nai bắt được 3 đối tượng và quy ra coi như là phía Việt Tân. Việt Tân là một cái đảng có cái trụ sở tại hải ngoại, là cái thành phần gây ra những cái quấy rối trên 28 tỉnh thành thế kia, thì Việt Tân cũng giỏi quá, hoặc là bất cứ cái đảng nào mà làm được là quá giỏi, tại vì đồng loạt mà có được những cái sinh gọi là sự quấy rối đó. Mà trong khi thì cũng phải nói như vậy thì cũng phải nói lại một phần, thì BBC cũng có đăng một bài mà Việt Tân phủ nhận cái sự mà chúng tôi không có cái tham gia bạo động đó. Thì phải nói đó cái điều mà cũng thấy là lạ, nên hình như là mình nói gì coi chừng tuần sau sẽ xảy ra, đúng không? Cho nên là cái này là giống như mình gọi là vẽ đường cho hưu chạy. Thôi bây giờ chúng tôi vẽ đủ rồi thì để ngừng, để cho mời quý vị coi chút quảng cáo và chúng tôi xin trở lại quý vị trong phần 2.